Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 342, bạo tạc khủng bố thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tuy chỉ có 3 tên kỵ sĩ xuất hiện, nhưng trên người mỗi tên lại phát ra khí thế cường đại hơn những sinh vật phong linh lúc trước không biết bao nhiêu lần. Sau khi ba tên kỵ sĩ xuất hiện lập tức tách ra ba phương hướng, những sinh vật phong linh hạ đẳng giống như tìm được chủ nhân, lập tức hội tụ về ba hướng đó. Dưới sự chỉ huy của ba tên kỵ sĩ, thế công lập tức trở nên trật tự ngay ngắn. Diệp Cốt Y cũng cảm giác được áp lực tăng lên cực lớn. Thân là người sở hữu vũ hồn thần thánh thiên sứ, trình độ nghiên cứu về vũ hồn tà ác của nàng hơn hẳn những người khác, nên tự nhiên nhận ra được loại sinh vật phong linh này là gì. Tử vong kỵ sĩ, một loại phong linh trời sinh đã có cấp bậc hồn đế. Nếu như chỉ là một tên tử vong kỵ sĩ, thì Diệp Cốt Y cũng không e ngại. Với tu vi hồn đế của nàng, nàng có lòng tin sử dụng vũ hồn thiên sứ tịnh hóa nó. Thế nhưng có đến ba tên tử vong kỵ sĩ xuất hiện à? không chỉ cá nhân bọn chúng có tu vi hồn đế, hơn nữa còn có thể thống ngựa các sinh vật vong linh khác, khiến đám gia hỏa đang chui ra từ vong linh chi môn chân chính tạo thành một chi quân đội. Trên thực tế, Lai khắc tư lưu cho hắn vũ hồn đặc thù vong linh mà Pháp có trình thể thực lực thậm chí không yếu hơn hai vũ hồn khác của hắn hợp lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên là Lai khắc tư để lại cho hắn bán vị diện có thể dễ dàng cho triệu hoán vong linh. Còn nguyên nhân trọng yếu hơn là độ cường đại của tinh thần lực của Hóc Vũ Hạo ở thế giới của Lai khắc tư tinh thần lực là nhân tố trọng yếu quyết định uy lực của ma pháp cũng là phép đo thời gian duy trì ma pháp lúc khoác vũ hạo thi triển vũ hồn vong linh pháp sư đặc thù của mình thì trên thực tế hắn đang có năng lực tương đương hồn thánh hơn nữa còn tương đương với cấp bậc hồn thánh của tà hồn sư năng lực mọi khi không thể thi triển nay có thể dùng thân phận đường ngũ mà thi triển ra lúc này đừng nói những khán giả đang quan chiến ngay cả huyền lão ở đằng xa đều đang trợn mắt hốc mồm Lão cũng không cách nào lý giải được tại sao Hoắc Vũ Hạo lại thi triển ra năng lực Tà hồn sư, nhưng lại tràn đầy thuộc tính quang minh. Sắc mặt của Diệp Cốt y càng ngày càng khó coi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hồn lực của mình đang không ngừng hạ thấp trong quá trình đánh giết sinh vật vong linh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị sinh vật vong linh của đối phương mà chết. Hơn nữa, ở trong đầu nàng vẫn luôn có một vấn đề, vì cái gì sinh vật vong linh không lại không sợ Vũ hồn thần thánh của bản thân. Bên trong vong linh Chi môn đã không còn sinh vật nào đã tuôn ra, nhưng đám sinh vật vong linh trên đài đã đủ làm cho nàng khó ứng đối. Ba tên tử vong kỵ sĩ đang cách đó không xa, chỉ huy đàn em của mình lạnh lùng nhìn nàng chăm chú. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng phát ra từng đạo tử vong chi quang, đem đám sinh vật vong linh bị nàng đánh chết phục sinh. Chuyện này dường như đã biến thành một vòng lặp vô hạn. Cũng ngay lúc này, chú ngữ dài dòng trầm thấp tràn ngập khí tức kỳ dị lại một lần vang lên. Lần này, chú ngữ trực tiếp vang lên từ trong vong linh chi môn đại môn khổng lồ kịch liệt run rẩy xung quanh bắt đầu có lượng lớn ánh sáng phun trào những ánh sáng này hiện lên kim lục sắc quỷ dị hơn nữa vong linh chi môn vậy mà lại dần dần mở rộng không tốt diệp cốt y hoàng sợ biến sắc chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn mạnh hơn sao nàng biết bản thân không thể đợi thêm nữa rốt cục nàng cũng lần đầu tiên cảm thấy hối hận khi mạo muội lộ ra vũ hồn thần thánh thiên sứ của bản thân nhưng suy nghĩ hối hận chỉ thoáng lóe lên một cái rồi biến mất nếu như không phải ý chí cực kỳ kiên định thì nàng cũng không có khả năng khống chế vũ hồn thần thánh của bản thân diệp cốt y đột nhiên thét dài một tiếng kiêu ngạo giơ lên trường kiếm trong tay lập tức chuôi thất tinh trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực có thể nhìn thấy thân kiếm hoàn toàn dùng kim loại hiếm chế tạo thành đang bị hồn lực thần thánh hòa tan mà kim quang thần thánh tản ra trên người nàng cũng dần dần biến thành kim hồng sắc ánh sáng sau lưng nàng sáng lên một quang đoàn to lớn nóng bỏng biến thành một đôi cánh chim trắng tinh giãn ra sau lưng nàng nhưng cũng có thể nhìn ra đôi cánh này cũng không phải là thực chất, mà là do ánh sáng ngưng tụ mà thành. Nhưng mặc dù như thế cũng khiến đám sinh vật phong linh có thuộc tính quang minh cũng tràn ngập rè chừng sợ hãi, rậm chân tại chỗ. Cho dù tử vong kỵ sĩ liều mạng thúc giục cũng vô dụng. Hồn hoàn thứ sáu đen như mực chậm rãi bay lên từ thân mình của Diệp Cốt Y. Trong quá trình bay lên, màu đen thâm trầm dần dần biến thành kim hồng sắc, sau đó lặng yên dung nhập vào bản thân. Trường kiếm trong tay nàng đã hoàn toàn hòa tan, được ánh sáng từ bản thân nàng phát ra đồng hóa thành một thanh cự kiếm ánh sáng, kim hồng sắc kiếm quang phẳng phất như muốn đâm thủng bầu trời đột nhiên diệp cốt đi di chuyển nàng xài bước trên không trung thân thể mềm mại xoay tròn quang kiếm to lớn trong tay lập tức múa ánh sáng từ thiên sứ chi rực sau lưng lấp lóe nhìn qua thật quá mỹ lệ hồn kỹ thứ sáu thiên sứ chi vũ nương theo vũ hồn cường đại của bản thân tạm thời khiến nàng tăng lên tới trạng thái vũ hồn chân thân của hồn thánh thánh kiếm trong tay hóa thành thái dương thánh kiếm những nơi nó quét qua sinh vật phong linh đều hóa thành một mịn ba tử vong kỵ sĩ nhanh chóng hội tụ vào một chỗ hung hãn không sợ chết công kích về phía nàng nhưng trước mặt thái dương thánh kiếm đang thiêu đốt lên ngọn lửa thần thánh mỗi tên cũng chỉ trụ được không đến ba giây đồng hồ liền bị ánh sáng khủng bố hóa thành không khí dưới đài trên mặt của các vị trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la của thánh linh giáo đều hiện lên vẻ sợ hãi tà vũ hồn của bọn hắn vậy mà thoáng có chút run rẩy vì thiếu nữ chỉ có tu vi hồn đế kia vũ hồn thần thánh thiên sứ không hổ là khắc tinh lớn nhất của bọn hắn quả thật là quá cường hãn sau khi diệp cốt y một kiếm chém chết tên tử vong kỵ sĩ sau cùng bốn cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh mảng lớn thánh quang tuôn ra như thủy triều hai tay cầm chắc quang kiếm rồi nhảy lên thật cao mang theo kim hồng sắc quang ảnh đầy trời vô cùng cường hãn chém về phía vong linh chi môn trên khuôn mặt kiều diễm của nàng tràn đầy vẻ kiên quyết chưa từng có cũng ngay lúc này lấy diệp cốt y và vong linh chi môn làm trung tâm ánh sáng trong phạm vi đường kính 50 mét đột nhiên đều kịch liệt vạn vẹo, hết thảy đều trở nên không rõ ràng. Ở ngoại giới, đã không cách nào thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trên sàn đấu. Chỉ có Diệp Cốt Y khiếp sợ nhìn thấy, trong vong linh chi môn to lớn xuất hiện một con mắt, một con mắt tràn đầy kim quang rực rỡ. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy thế giới tinh thần cứng cỏi của bản thân bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên đụng chúng. Thân thể mềm mại bị chấn động mạnh khiến sức mạnh của thiên sứ chi vũ bỗng nhiên tán loạn gần phân nửa. Ngay sau đó, một bóng người màu vàng liền tiến lên đón chào nàng không chỉ thanh lệ tuyệt trần lại tràn đầy vô tận quang minh đâu có nửa điểm khí tức vong linh mái tóc dài tung bay sau lưng nàng thân thể màu vàng tinh khiết phảng phất mang theo vô tận sinh mệnh lực hơn nữa từ trên người nàng diệp cốt y vậy mà cảm nhận được một phần thần thánh thậm chí có chút tương đương với bản thân nhưng lại là một kiểu thần thánh dịu dàng lập tức bóng người màu vàng liền đánh nhau cùng nàng khí thế của diệp cốt y bỗng nhiên giảm xuống tại thời khắc này nàng rốt cục tin, không kể đến trước đó, Hoắc Vũ Hạo nói qua cái gì cũng đều đã làm nàng cảm nhận được khí tức thần thánh sâu sắc, tuyệt đối không có cách nào làm giả, càng không phải là thứ mà tà hồn sư có thể mô phỏng ra. Dù là chỉ là một tia thần thánh cũng cần người có nội tâm cực kỳ trong sáng mới có thể sinh ra. Lúc này, âm thanh của Hoắc Vũ Hạo lại vang lên trong đầu nàng. Cảm thấy sao? Ưm, ừ. tốt. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng ngắn gọn. Ngay sau đó, Cục diện giữa sân đấu đã có biến chuyển. Quang ảnh vạn vẹo đột nhiên trở nên rõ ràng, tất cả mọi người đều thấy, bên trong vong linh chi môn đang chấn động kịch liệt bắn ra vô số liêm đao mang theo xưởng xích thô to. Diệp cốt y trước đó còn vô cùng cường thế, vậy mà lúc này lơ lửng giữa không trung, toàn thân đều bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu cho tàn, đôi mắt cũng đã mất đi ánh sáng, bốn cánh sau lưng lại một lần nữa biến thành hai cánh. Từng đạo liêm đao mang xưởng xích thô to nhao nhao, đâm rách thân thể của nàn, khóa chặt thân thể của nàng lại mà giờ khắc này nàng lại giống như hoàn toàn mất đi linh hồn chỉ có máu tươi từ trên không trung rơi xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì lại bốc hơi thành vô số khí lưu màu xám đen tất cả xiên xích thô to đột nhiên kéo về dưới ánh mắt của mọi người kéo vào trong vong linh chi môn cực kỳ khủng bố vong linh chi môn cũng rốt cục đóng lại nhưng trước khi đóng lại cũng đã biến thành một cái miệng to lớn để răng nhọn dùng sức nhai nuốt mọi người hoàn toàn yên tĩnh tuyệt đại đa số khán giả đều có cảm giác rợn cả tóc gáy trên sống lưng đều toát ra vô số mồ hôi lạnh một vết nước xuất hiện từ trong hư không phong linh chi mồn lặng yên biến mất trong quang mang lóe ra một thân thể kim loại cao tới hai m năm xuất hiện trên sàn đấu lúc này trên đài đã hoàn toàn yên lặng thân thể sắt thép kiêu ngạo mà đứng nhưng ở trong mắt mọi người hắn đã tràn đầy vẻ âm trầm mỗi người đều không tự chủ mà đè thấp ánh mắt nhìn về hắn không dám nhìn lên khuôn mặt của hắn mà vị trí đôi mắt trên mặt nạ nguyên bản lóe ra nhạt nhạt kim quang lúc này đã biến thành màu đỏ như máu. Còn ai nữa không? Âm thanh lạnh lùng từ bên trong mặt nạ truyền ra, xâm nhiên, băng lãnh, còn có một loại uy nghiêm cường thế chấn nhiếp linh hồn. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, vị trọng tài trưởng Diệp Vũ Lâm đang lơ lửng ở giữa không trung, lúc này cơ bắp trên mặt cũng run rẩy, hắn đột nhiên phát hiện, với thực lực của hắn vậy sinh ra mấy phần sợ hãi đối với người thanh niên thầm bất khả chắc này. Tà hồn sư, hắn lại là một tà hồn sư cường đại như thế. Vì cái gì mà một thiên tài hồn đạo sư có thiên phú như vậy lại là một tà hồn sư a? À? Tâm tình của Diệp Vũ Lâm dãy dụa thống khổ, nhưng hắn cũng biết rằng, Thánh Linh giáo tuyệt đối không có khả năng thả ra một vị tà hồn sư như thế, hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý thu tà hồn sư làm đồ đệ. Ba, ba, ba. Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, hắn nhìn thấy một đôi mắt mỹ lệ màu lam xám tràn ngập tà dị, mà chủ nhân của đôi mắt này chính là vị phó giáo chủ của thánh linh giáo theo sát nàng là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của bốn vị trưởng lão thánh linh giáo trong nhiều người như vậy mà chỉ có mấy người bọn hắn đang vỗ tay quả thật lộ ra một tình huống thật quái dị thế nhưng chàng vỗ tay này cũng làm nhiều người hồi tỉnh lại đường ngũ thắng đường ngũ đại biểu cho tịch thủy minh xuất chiến đã giành thắng lợi cuối cùng của giải đấu hồn đạo sư tinh anh đại tái diệp vũ lâm đáp xuống sàn đấu ánh mắt phức tạp nhìn vào hoác vũ hạo đứng trước mặt hắn đột nhiên có một loại kích động muốn đem nhật nguyệt thần châm trên trời hủy diệt người thanh niên này thiên tài hồn đạo sư thiên tài tà hồn sư chỉ với chừng ấy tuổi đế quốc thật sự có khả năng khống chế hắn sao mà thánh linh giáo có thiên tài cỡ này thì tương lai sẽ hưng thịnh đến chừng nào nhưng mà diệp vũ lâm cuối cùng không dám trước mặt năm vị tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la đang nhìn chằm chằm hắn cuối cùng vẫn không dám làm như vậy đối với đông đảo cường giả nơi này mà nói thì hoác vũ hạo vừa biểu diễn ra thiên phú của bản thân nhưng luận thực lực, hắn còn cách một trời một vực so với nhóm người phong hào đấu la, hồn đạo sư cấp 9. Vậy mà, hắn chỉ bằng bản thân hiểu rõ tâm tính của mọi người, đối biến hóa tâm trang của tà hồn sư, tam đại thế lực ngầm mà đưa ra phán đoán chính xác, dùng sức một người mà nắm trong tay toàn bộ cục diện, khiến tà hồn sư ngược lại trở thành ô dù cho hắn. Bên dưới mặt nạ kim loại, một vẻ mỉm cười thản nhiên đã hiện lên khuôn mặt của hắn. Hôm nay, hắn đã đạt được rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn, hoặc vụ. Hạo hết sức hài lòng đối với biểu hiện của bản thân. Hắn rốt cục cảm giác được mình đã thông hiểu phần lớn năng lực của chính mình. Hắn dù sao vẫn là một thanh niên, ở sâu trong nội tâm đang lặng lẽ gào thét, xin gọi ta là bách biến hoắc vũ hạo. Tịch thủy minh, đường ngũ, thắng. Ánh mắt phức tạp của Diệp Vũ Lâm rốt cục cũng khôi phục bình thường, có chút chật và tuyên bố kết quả cuối cùng. Mà ở thời điểm tuyên bố kết quả này, thương hội áo đô và bình phàm minh vốn nên tỏ vẻ vô cùng khó chịu, lúc này lại cầm như hến vậy mà không có người nào dám nhảy ra phản đối. Năng lực Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra thật sự làm bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn ở đây là năm vị cường giả tà hồn sư giới đài, không hề che giấu khí tức, xâm nhiên mà đứng. Một vị tà hồn sư trẻ tuổi mà kinh khủng như vậy, đem người sở hữu vũ hồn thần thánh thiên sứ chém giết, cắn nuốt. Nếu tu vi của hắn cao hơn, thì sẽ khủng bố đến cỡ nào đây? Hoắc Vũ Hạo hướng về Diệp Vũ Lâm nhẹ gật đầu lên tiếng. Ta thắng, mời trọng tài trưởng ban thưởng lần lượt từng bóng người lặng yên xuất hiện bên cạnh hoác vũ hạo chính là vị phó giáo chủ cùng với bốn vị trưởng lão thánh linh giáo ánh mắt tà dị của phó giáo chủ nhìn chăm chú diệp vũ lâm nàng không nói gì thêm nhưng khí thế không ngừng bốc lên lại khiến diệp vũ lâm hoảng sợ biến sắc siêu cấp đấu la người này đúng là có tu vi siêu cấp đấu la một vị siêu cấp đấu la tà hồn sư nam cung ỏa lúc này đã cực kỳ vừa lòng đắc chí cao giọng nói ra quán quân của hồn đạo sư tinh anh đại tái thuộc về tịch thủy minh của chúng ta bắt đầu từ giây phút này đồ ước của chúng ta đã hoàn thành an lập đồng thượng quan vi nhi các ngươi còn có gì để nói không hai vị lão đại của hai thế lực ngầm lúc này đã đứng dậy sắc mặt của an lập đồng cực kỳ khó coi muốn nói vài câu chống đối nhưng nhìn vào năm vị tà hồn sư trên đài cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn lại chật vật lắc đầu trên khuôn mặt tinh xảo của thượng quan vi nhi cũng có chút đờ đẫn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bi thương diệp cốt y chết đối nàng thật sự là một đà kích quá lớn nam cung oản kiêu ngạo lên tiếng tốt nếu các ngươi không có ý kiến gì thì hết thảy cứ dựa theo quy ước mà làm ngày mai đến tổng bộ tịch thủy minh của ta thương lượng những sự tình phía sau cho tốt an lập đồng hư lạnh một tiếng mang theo người của hắn xoay người rời đi ánh mắt của thượng quan vi nhi bỗng nhiên trở nên oán độc hung tợn nhìn chăm chú hoác vũ hạo một chút sau đó xoay người mà đi trận đấu kết thúc kết thúc trong tràng diện rung động như thế các quý tộc khán giả bao gồm một vài dân cờ bạc đều có chút cuống cuồng đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bọn hắn thực sự không nguyện ý ở lại nhìn thấy tên ma vương kinh khủng toàn thân bao trùm trong hồn đạo khí hình người. Đúng vậy, trong mắt bọn hắn, lúc này Hoắc Vũ Hạo cùng ma vương không khác gì nhau. Từng phần thưởng được bày ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đống kim loại hiếm tính bằng từng tấn, còn có phần thưởng trọng yếu nhất, hồn đạo khí cấp 9 Nhật Nguyệt Thần Châm. Nhật Nguyệt Thần Châm, trên thực tế là hai kiện hồn đạo khí hình vòng tròn, một lớn một nhỏ, lớn thì có đường kính ước chừng 1 mét 5 nhỏ thì chừng một mét kiện lớn màu vàng kiện nhỏ màu bạc phía trên được khắc hoa văn phức tạp ngay cả hóc vũ hạo đã tương đương hồn đạo sư cấp 7 mà nhìn vào đều có loại cảm giác choáng đầu hoa mắt diệp vũ lâm thở dài một tiếng đem nhật nguyệt thần châm giao cho hóc vũ hạo trầm giọng nói muốn sử dụng nó thì tu vi của ngươi nhất định phải đạt đến hồn đấu la trở lên nếu không thì ngươi căn bản không cách nào khống chế nó cũng không có đầy đủ hồn lực để thôi động nó không nên có ý đồ phá giải hồn đạo khí của ta nếu không nó sẽ khiến người thịt nát xương tan ta chỉ căn dặn thế thôi nói đến đây diệp vũ lâm dừng lại một chút vị tinh không đấu la này cuối cùng vẫn là nhịn không được mà nói ta rất có hứng thú đối với kết cấu hồn đạo khí hình người của ngươi nếu như ngươi nguyện ý thì có thể bán bản vẽ cho ta giá tiền dễ thương lượng đây là phương thức liên lạc của ta nói xong hắn đem một cái thẻ đưa cho hoác vũ hạo được rồi bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set -A -A phim viết liền không giấu nhé hoặc vũ hạo cũng không nhiều lời lập tức thu lấy tấm thẻ hòa thái đầu lúc này cũng đã đi tới hoặc vũ hạo bên cạnh đem cánh tay chạm nhẹ vào hắn hoặc vũ hạo quay đầu nhìn hắn một cái trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên lúc này bên cạnh bọn họ cả năm tên tả hồn sư đều đã phong kín tất cả tuyến đường rời đi ngoại trừ vị phó giáo chủ không thấy khuôn mặt mỗi một người khác đều lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, bất quá nụ cười của hắn giấu bên trong hồn đạo khí hình người, thời gian không sai biệt lắm. Trong thương khố ngầm, ầm ầm, vô số mảnh vụn kim loại bay tán loạn ra từ phía, nhưng địa cung kiên cố lại không có rung động quá lớn. Chỉ là gần đại môn tầng một tràn đầy kim loại hiếm vung vãi khắp nơi, khiến cho hồn đạo xạ tuyến bán ra loạn xạ. Từ quốc trung sắc mặt âm trầm xua tan khói mù trước người, hồn đạo xạ tuyến chỉ cần đến trước người hắn một mét liền bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản ra ngoài hệ thống phòng ngự của thương khố ngầm quả nhiên được thiết kế quá hoàn mỹ đến mức bọn hắn dùng thời gian rất dài mới phá hủy được các loại hồn đạo khí bẫy dập phía ngoài sau đó mới có thể tiến hành bạo phá phá hoại đại môn trong thời gian này tổn thất to lớn có thể tưởng tượng được muốn đem chúng sửa chữa không chỉ cần đại lượng tiền tài càng cần có thời gian dài nhưng từ quốc trung cũng không có cách nào khác hắn nhất định phải mau chóng tiến vào trong thương khố ngầm nhìn xem lần này có bao nhiêu tổn thất hơn nữa hắn tuyệt đối không thể nói chuyện này ra ngoài nhất định phải tận khả năng giữ bí mật bằng không mà nói thái tử từ thiên nhiên muốn vạch tội hắn thì tuyệt đối không khó khăn khi đó hắn sẽ gặp vấn đề lớn từng đạo hồn đạo xạ tuyến cường hoành bắn về lưng từ quốc trung các vị cao giai hồn đạo sư dưới trướng hắn nhao nhao dùng hồn đạo khí xâm nhập vào đại môn tầng một một tên hồn đạo sư cấp tám lên tiếng xem ra cơ quan bên trong không gặp vấn đề lớn, vẫn như cũ có thể mở ra. Thân vương điện hạ, ta đi vào trước giò đường. Thấy thuộc hạ của mình trung thành như thế, khiến cho sắc mặt tử quốc trung hơi dễ nhìn một chút, gật đầu. Cẩn thận một chút. Vâng. Hồn đạo sư cấp 8 như ngựa quen đường cũ, tiến vào trong kho hàng, bắt đầu nhanh chóng tra xét tình huống tầng 1. Rất nhanh, thanh âm của hắn liền truyền tới từ phía xa. Điện hạ, tầng 1 không bị mất trộm, nhưng đại môn thông hướng tầng 2 lại bị tổn hại tất cả hồn đạo khí bẫy dập vẫn bình thường cũng không có dấu vết bị phát động tựa hồ người này rất quen thuộc với bố trí của chúng ta từ quốc trung mang theo những người khác tránh đi từng cái bẫy dập rất nhanh đã đến đại môn thông hướng tầng 2, nhìn các mảnh vụn rơi lả tà trên mặt đất hắn ngồi xổm người xuống cầm lên một cái xem xét thân là hồn đạo sư cấp 9, từ quốc trung đối với kim loại hết sức quen thuộc rất nhanh sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi vậy mà mảnh kim loại này lại mất đi hết thảy đặc tính kim loại giống như đã trở thành cho bụi. Chuyện này là thế nào? Đại môn này dùng hơn 10 loại hợp kim để chế tạo, bản thân nó còn bổ sung thêm hồn đạo hộ cháo. Muốn phá hoại càng nhất định sẽ xuất ra cảnh báo, làm sao kẻ xâm nhập này lại làm được. Lý Sung hẳn là nội ứng. Hiện tại trong lòng hắn tự nhiên đưa ra phán đoán rõ ràng, Lý Sung mất tích, mà tất cả cơ quan bên ngoài đều không có bị phát động, chỉ có một ít linh kiện bị người ta phá hoại. Mãi chưa đến trong này, nếu không phải người cực kỳ quen thuộc với nơi này thì tuyệt đối không làm được, mà người này chỉ có thể là người phụ trách phòng thủ hôm nay lý sung chỉ có hắn mới biết những thứ này vẻ tàn nhẫn trong khóe mắt từ quốc trung chợt lóe lên rồi biến mất trầm giọng nói tiến vào tầng hai ở tầng hai mới chứa các kim loại hiếm chân quý nhất lúc này từ quốc trung ngược lại không còn lo lắng dù sao tuyệt đại đa số kim loại hiếm đều có mật độ hoặc trọng lượng cực lớn coi như là dùng chữ vật hồn đạo khí để vận chuyển thì cũng không có khả năng mang đi quá nhiều mới đúng mà chút tổn thất này đối với thương khố khổng lồ có ngàn năm tích lũy mà nói thì cũng không tính cái gì chỉ cần tổn thất không quá lớn hắn ắt có niềm tin đem chuyện này áp xuống nhưng mà sau khi tiến vào tầng hai sắc mặt của Từ quốc trung rất nhanh liền trở nên khó coi nguyên bản từng đống kim loại hiếm chân quý được bày đặt vô cùng chỉnh tề vậy mà từng mảng lớn đã trống trơn chỉ vừa đi vào không đến mười mấy mét nhìn thấy số lượng tổn mà giật mình chết tiệt hắn nhất định đã sớm có sự mưu toàn chọn lựa những thứ chân quý nhất mang đi sắc mặt khó coi của từ quốc trung phảng phất như muốn nhỏ ra nước càng đi vào bên trong sắc mặt của hắn càng trầm xuống tổn thất to lớn đã vượt xa dự đoán của hắn căn bản đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc nhất là vài loại kim loại đặc biệt hy hữu càng bị càn quét trống không ví dụ trong kho hàng dự trữ số lượng kim cương tinh kim không đến một tấn ngay cả một tí bột phấn cũng không lưu lại điện hạ không xong đại môn tầng ba cũng bị mở ra âm thanh của một tên thủ hạ xa xa chuyển đến từ quốc trung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Đại môn tầng ba vậy mà cũng bị mở ra, một loại dự cảm bất an nhanh chóng hiện lên trong lòng hắn. Rất nhanh, từ quốc trung đã dẫn theo thuộc hạ đi tới đại môn thông vào tầng ba. Dấu vết phá cửa giống như đúc ở đại môn tầng hai, đại môn kiên cố cũng hóa thành cho tàn. Cuối cùng cũng có một điều duy nhất khiến từ quốc trung hơi yên tâm, liếc nhìn vào kho tàng mênh mông khổng lồ ở tầng ba, cũng không có dấu vết mất quá nhiều hồn đạo khí. Lấy đi, bọn chết tiệt ta để bọn ngươi lấy đấy có bản lĩnh thì sao không lấy hết đi từ quốc trung cuồng loạn hét lớn một tiếng dù sao dung lượng của chữ vật hồn đạo khí cũng có hạn nhưng đống kim loại hiếm bị trộm đi lại làm lòng hắn đau như cắt đi dò xét xem tầng thứ ba bị tổn thất những thứ gì rất nhanh âm thanh có chút run rẩy của bọn thuộc hạ truyền đến điện hạ tất cả bình sữa kín định trang hồn đạo pháo đạn cấp 5 trở lên đều đều mất trộm oa từ quốc trung điên cuồng phun ra một ngụm máu sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch quá độc ác tên khốn kiếp lý sung cũng quá hung ác vậy mà vậy mà đúng lúc này bỗng nhiên ánh mắt của tử quốc trung nhìn về một hướng bởi vì ở hướng đó có một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, đang lặng yên lan ra tốc độ khoách tán của luồng ánh sáng đỏ rất nhanh chỉ là một lát sau những viên định trang hồn đạo pháo đạn trồng chất như núi đã được phủ lên một màu đỏ từ quốc trung thân là hồn đạo sư cấp 9, rất nhanh liền đoán được chuyện gì một vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt hắn, ngơ ngác tự nhủ. Hồn đạo khí bạo tạc hẹn giờ. Một màu đỏ bốc lên. Đường ngũ, cảm ơn ngươi đã công hiến vì bản minh, những thứ này nên thuộc về ngươi. Bao gồm cả định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9, tất cả ban thưởng của tịch thủy minh đều được bày ra trước mặt hoác vũ hạo. Hoác vũ hạo không chút khách khí đem những vật này cất kỹ, đây vốn cũng là một trong những mục đích trọng yếu khiến hắn tham gia cuộc thi. Đa tạ nam cung minh chủ, nếu như không có việc gì, chúng ta liền đi trước lúc này hoắc vũ hạo vẫn đang ở bên trong hồn đạo khí hình người cũng không có thoát ra ý định nhấc chân rời đi chờ một chút phó giáo chủ khoát tay ngăn cản đường đi của huynh đệ hoắc vũ hạo hòa thái đầu hoắc vũ hạo thản nhiên nói như thế nào chẳng lẽ đã giúp các người thắng được trận đấu còn không cho chúng ta đi sao phó giáo chủ mỉm cười nói dĩ nhiên không phải chỉ là chúng ta có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng một chút nhìn năng lực của ngươi thì ngươi hẳn là tà hồn sư đi. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời câu hỏi. Việc này cùng các ngươi có quan hệ gì? Phó giáo chủ cũng không, bởi vì thái độ lạnh lẽo cứng rắn của Hoắc Vũ Hạo mà thay đổi cảm xúc, vẫn như cũ hòa hoãn lên tiếng. Đương nhiên là có liên quan hệ, bởi vì chúng ta đều giống nhau. Dứt lời, từ trên người nàng dâng lên một cỗ khí tức khiến Hoắc Vũ Hạo hòa thái đầu hoàng sợ biến sắc. Ánh sáng màu lam xám nháy mắt khoách tán ở sau lưng nàng, một tiếng rít bén nhọn đến cực điểm theo đó xuất hiện ánh sáng màu lam xám lập tức bay lên trời ngừng kết thành một con phượng hoàng có khí tức tả ác băng lãnh đến cực điểm bằng tốc độ kinh người khiến bầu trời phía trên sàn đấu biến thành màu lam xám tà khí thật cường đại cho dù với tu vi của hoác vũ hạo và hòa thái đầu khi đối mặt với khí thế của vị phó giáo chủ này cũng không khỏi cảm thấy toàn thân băng lãnh cứng ngắc phảng phất linh hồn đều bị khóa chặt tà phượng hoàng lại là vũ hồn tà phượng hoàng một trong những tà vũ hồn cường đại nhất vị phó giáo chủ này tuyệt đối là siêu cấp đấu la, hơn nữa tu vi thậm chí không chỉ ở cấp 95. Bốn vị trưởng lão sau lưng nàng đều đã thối lui mấy bước, trên mặt đều hiện lên vẻ khâm phục. Âm thanh của phó giáo chủ vẫn nhu hòa như cũ. Người thấy đấy, chúng ta là cùng một loại người, mặc dù ta không nhìn ra được tà vũ hồn người là cái gì, nhưng nếu gia nhập chúng ta, người sẽ có được hết thảy. Trong thanh âm của nàng phảng phất có một loại mị lực kỳ dị, khiến hoắc vũ hạo có loại cảm giác tim đập thình thịch ngươi có thể dùng quang minh lực thi triển năng lực của tà hồn sư cùng với hồn kỹ triệu hoán vong linh chứng tỏ ngươi chính là thánh tử mà bổn giáo vẫn luôn tìm kiếm thánh tử buông xuống bổn giáo đại hưng gia nhập bổn giáo thì ngươi chính là chúa tể tương lai của thế giới này phải biết lúc này khán giả vẫn chưa rời đi hết mà những người bình thường trong đó bị ánh sáng màu lam xám trên bầu trời dọi xuống đều biến thành từng pho tượng không thể động đậy ở trên đầu bọn hắn dường như có linh hồn đang vận vẹo hoảng sợ dãy giụa hoặc vũ hạo trong lòng hơi trầm xuống thánh linh giáo đã không cố kỵ gì như thế điều này có ý nghĩa gì nghĩa là bọn hắn có tự tin đến cực đoan về thực lực của bản thân a à? cũng ngay lúc này bỗng nhiên ánh mắt của phó giáo chủ đột nhiên hướng về phía nội thành minh đô phảng phất như vừa cảm thấy gì đó ngay sau đó tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu rung động rất nhỏ quyền lão ở phía xa cũng cảm thấy lão giật mình nhìn lại so với phó giáo chủ thì lão còn phát hiện không đúng sớm hơn một bước nhưng mà lão càng nhạy cảm phát hiện ra phương hướng truyền đến chấn động chính là vị trí lúc trước hoắc vũ hạo phóng xuất ra tín hiệu màu xanh lá chuyện gì xảy ra đây cơ hồ là nghi hoặc trong lòng của tất cả mọi người phó giáo chủ phóng lên cao hóa thành một quang ảnh màu lam xám trong nháy mắt đã bay vọt lên không trung tốc độ của nàng thật sự quá nhanh ngay cả ánh sáng màu lam xám trên bầu trời cũng đều bị nàng mang đi trên không trung ngàn mét phó giáo chủ nhìn về minh đô ở phía xa ánh mắt lúc nào cũng ôn hòa của nàng lúc này cũng thay đổi Đồng tử của nàng co lại thành mũi kim, nàng vừa nhìn thấy một màn suốt đời cũng không cách nào quên được. Trong một góc minh đô, bỗng nhiên mảng lớn kiến trúc trong nháy mắt sập xuống mà không hề có điểm báo trước, khiến vô số đất đá cho bụi bay lên. Ngay sau đó, mặt đất như phát ra tiếng gào thét giận dữ, mặt đất bỗng dâng lên cao với tốc độ gấp 10, gấp trăm lần lúc sập xuống, một đám mây hình nấm to lớn cùng với một lực bạo tạc không gì sánh kịp trong nháy mắt bay lên. Cho dù đang đứng quan sát về phía xa từ ngàn mét trên không, phó giáo chủ cũng có thể cảm nhận được một màn cực kỳ khủng bố này nàng gần như ngã lộn nhào xuống dưới trong nháy mắt đã ngã xuống mặt đất ầm 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 long 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 mặt đất như đang gầm thét rên rỉ hết thảy mọi thứ đều đang run rẩy lập tức minh đồ phảng phất biến thành địa ngục trần gian lực bạo tạc kinh khủng không gì sánh kịp gần như nháy mắt quét sạch một phần ba diện tích của thành phố lớn nhất đại lục còn sóng âm cường liệt càng quét sạch qua cả tòa thành thị Đừng theo làn sóng xung kích là vô số đất đá văng tung tóe vô số mảnh vỡ bay mọi nơi bạo tạc khủng bố đến nỗi ngay cả định trang hồn đạo pháo cấp 9 cũng không cách nào đạt tới toàn bộ minh đô như đang rên rỉ run rẩy sụp đổ trong run sợ mà ở thời điểm này hơn 10 triệu người đến minh đô dự thi quan chiến mặc dù rất nhiều người đang tụ tập ở ngoài thành tây chờ đợi kết quả của hồn đạo sư tinh anh đại tái nhưng một phần ba minh đô bị sập xuống cộng thêm sóng xung kích kinh khủng cũng mang đi không ít sinh mệnh trong lịch sử đấu la đại lục một ngày này nhật nguyệt vô quang trời đất biến sắc ngay cả người khởi xướng là hoác vũ hạo cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện điên cuồng kinh khủng như vậy lúc này mặt hắn cũng đồng dạng không còn chút máu trong vụ nổ kinh khủng đến mức diệt thế này hắn căn bản cũng không dám mang theo hòa thái đầu đi vào vong linh bán vị diện bởi vì lúc này tất cả dị độ không gian tựa hồ cũng đã bị xé nát trong lúc mọi thứ đang điên cuồng bạo tạc các bài đá chạy một bóng người màu vàng xuất hiện sau lưng hoắc vũ hạo và hòa thái đầu vỗ tay tóm một người bóng người lóe lên vài cái rồi biến mất không còn tam tích chuyện này là các ngươi làm ra thanh âm trầm thấp của huyền lão vang lên bên tai hoắc vũ hạo hoắc vũ hạo theo bản năng gật đầu một cái sinh linh đồ thán na sinh linh đồ thán thanh âm già nua của huyền lão tràn đầy bi thương cùng chấn kinh trầm giọng nói vĩnh viễn không được nói ra ngoài là do ngươi làm hiểu chưa vâng âm thanh của hoác vũ hạo có chút run rẩy một loại thống khổ to lớn khó mà hình dung đang lan tràn trong lòng hắn hắn thật không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy vậy mà lại dẫn phát một tràng khủng bố như thế vụ nổ lớn cơ hồ quét ngang toàn bộ minh đô hắn đương nhiên hiểu được thanh âm trầm thống của huyền lão không biết bao nhiêu sinh mệnh đã bị cướp đoạt à. đây mới đích thực là sinh linh đầu thán số lượng thương vong của minh đô chắc chắn phải lấy vạn làm đơn vị tính mà hắn hắn là cực hạn đan binh là người khởi sướng và là đao phủ hoắc vũ hạo mím bờ môi thật chặt bị huyền lão mang theo như cục thịt cấp tốc rời đi thời khắc này trận chung kết của hồn sư tinh anh đại tái đã trở nên không còn chút ý nghĩa nào nhưng có một điểm mà hoắc vũ hạo đã làm được ngày hôm nay được hậu thế xưng là nhật nguyệt vô quang đại bạo tạc triệt để trì hoãn bước chân xâm lửa của đế quốc nhật nguyệt đối với đấu la đại lục mà cực hạn đan binh hoắc vũ hạo cũng thành tự lực phá hoại to lớn nhất trong lịch sử loài người về sau danh xưng tu la chi đồng của hắn sở dĩ có hai chữ tu la cũng chính bởi ngày hôm nay mà ra. Không chỉ Hoắc Vũ Hạo bị sang chấn tâm lý, mà còn có mọi người của Đường Môn tham gia hành động vĩ đại này. Lúc này, cả đám bọn hắn đều mặt không còn chút máu nằm rạp trên mặt đất, cảm thụ được cắt bay đá chạy trùng kích, cảm thụ được đại địa rên rỉ, bọn hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Bạn đang xem tuyệt thế Đường Môn được thuyết minh tại kênh YouTube di cap phim, truy cập kênh YouTube di cap phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/gcap phim, viết liền không dấu nhé một phương hướng khác mặt đất bị phá vỡ từng kiện hồn đạo khí to lớn từ dưới mặt đất chui ra lúc này lấy bản thể đấu la độc bất tử cầm đầu các cường giả của đế quốc tinh la đế quốc thiên hồn trợn mắt hốc mồm nhìn vào phương hướng minh đô ở phía xa đang dâng lên đám mây hình nấm to lớn bọn hắn cũng đồng dạng ngốc trệ hoàn toàn không cách nào tin tưởng được chuyện đang diễn ra mà cũng không ai biết chuyện gì đang diễn ra chẳng lẽ chẳng lẽ do học viện sử lai khác làm sao hứa cửu cửu ngơ ngác nhìn đám mây hình nấm đang bay lên cảm nhận được mặt đất ngoài mấy chục dặm vẫn đang run rẩy kịch liệt trong lúc nhất thời đôi mắt của nàng tràn ngập vẻ sợ hãi khó mà hình dung được duy na cũng đang trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm tự nhủ chuyện này cuối cùng là thứ gì nổ tung vậy mà tạo thành cảnh tượng kinh khủng như vậy bao nhiêu sinh mạng đã mất đi đây độc bất tử cũng trợn mắt hốc mồm nếu như chuyện này quả thật do so học viện sử lai khác sắp đặt lão tử phục rồi hóa ra kế hoạch của chúng ta chỉ là trò con nít. Lúc này, ở trong Minh Đô, địch nhân lớn nhất của đế quốc Nhật Nguyệt cũng chỉ có tam đại thế lực của bọn hắn, đế quốc Tình La và đế quốc Thiên Hồn lưu lại hậu thủ, thông qua việc nghiên cứu ra hồn đạo khí đào đất từ phía đông thoát khỏi Minh Đô, không bị đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt chặn lại. Nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại nhìn thấy một màn to lớn đổ sộ, tràn đầy khí tức hủy diệt như thế. Hoàng cung của đế quốc Nhật Nguyệt kiến trúc kiên cố sụp đổ chỉ chưa tới một phần mười dù sao hoàng cung cũng nằm ở trung tâm thành phố cũng không nằm trong một phần ba bị tổn hại nặng nề nhất trên lưng quất tử đang cõng từ thiên nhiên mặt không còn một chút máu từ trong đống gạch ngói vụn chui ra nhìn đám mây hình nấm to lớn cách đó không xa lại nhìn vào mọi thứ rách nát xung quanh ánh mắt của tất cả đều trở nên ngốc trệ nhưng cũng ngay lúc này lần lượt từng bóng người hội tụ trên không trung theo đó là một tiếng cuồng tiếu vang lên vì quốc sư thần bí không biết lúc nào đã bay lên cao nhóm tà hồn sư của thánh linh giáo cũng mang theo khí tức âm trầm của bọn hắn nhao nhao bay lên không trung hủy diệt đối với người bình thường mà nói là tai họa thật lớn nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là cơ hội hằng mơ ước quán niệm khổng lồ và linh hồn lực được lắm ha 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 đoàn người của học viện sử lai khắc rốt cục bắt đầu chuyển động sau khoảnh khắc chấn kinh ngắn ngủi huyền lão mang khuôn mặt âm trầm đem theo tất cả mọi người chạy như điên về phương xa Đại đa số các cường giả của học viện Sử Lai khác cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì sao lại xuất hiện một màn như thế. Chỉ có số ít người, bao gồm Trương Nhạc Huyên bên trong, mới có thể mơ hồ đoán được một màn hủy thiên diệt địa vừa rồi là do đường môn thúc đẩy. Trong đó Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi và Tiêu Tiêu là ba người rõ ràng nhất toàn bộ quá trình. Hồn đạo khí bạo tạc đếm giờ chính là do các nàng lắp đặt a. À. Trước khi rời thương khố ngầm, Hoắc Vũ Hạo cố ý phá hoại thang máy và đại môn tầng 1, tận khả năng kéo dài thời gian lục soát thương khố hết thảy mọi chuyện đều được hắn tính toán trước không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào cả thậm chí ngay cả thời gian bạo tạc cũng đều được tính toán cực kỳ chuẩn xác điểm duy nhất hắn không dự tính được là uy lực bạo tạc của nó hồn đạo khí bạo tạc được đặt ở bên dưới đống định trang hồn đạo pháo đạn số lượng định trang hồn đạo pháo đạn không thể mang đi chừng hơn vạn khỏa thậm chí nhiều hơn lúc đó mục đích của hoác vũ hạo rất đơn giản chỉ là nổ nát thương khố ngầm đem tất cả kim loại hiếm không mang được nổ thành bụi phấn đồng dạng đem các loại hồn đạo khí còn lại cũng nổ nát cứ như vậy để đế quốc nhật nguyệt tổn thất to lớn tận lực cản bước chân xâm lược của họ đến mức lớn nhất dựa theo tính toán của hoác vũ hạo đối với uy lực của định trang hồn đạo pháo đạn bởi vì chúng nằm ở dưới mặt đất trăm mét nên lực bạo tạc nhiều nhất có thể lan tràn một cây số đủ khiến là mặt đất rung chuyển khiến cho minh đức đường gần trong gang tất hiển nhiên là không thể may mắn thoát khỏi thương khố ngầm và minh đức đường là hai địa phương cực kỳ trọng yếu của đế quốc nhật nguyệt nếu cả hai đồng thời bị tạc nổ, tổn thất bậc này phải nói là cực to lớn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không biết là bên trong thương khố ngầm của Minh Đức Đường có một địa phương cơ mật, được phòng ngự xâm nghiêm, nơi đó có tổng cộng 16 khỏa định trang hồn đạo pháo cấp 9 đang ngủ say, mà trận bạo tạc của hắn lại khiến chúng tỉnh lại, hủy diệt mọi thứ trong lòng đất. 16 khỏa định trang hồn đạo pháo cấp 9, cộng thêm một vạn khỏa định trang hồn đạo pháo đạn cấp 5 trở xuống, tất cả cộng lại mới tạo thành một thiên đại tai nạn cho Minh Đô tạo thành ngày nhật nguyệt vô quang hủy diệt một ngày mà đế quốc nhật nguyệt vĩnh viễn khắc sâu rốt cục mọi người của học viện sử lai khác cũng trốn vào tây sơn nhưng mỗi người đều có loại cảm giác chân cẳng như nhũn ra bọn hắn không cách nào tưởng tượng được ai có thể còn sống sót ở hạch tâm của vụ bạo tạc đó mọi người nghỉ ngơi một chút huyền lão trầm mặt hạ lệnh còn bản thân huyền lão thì lại lôi kéo cái xác không hồn của hoác vũ hạo sang một bên đồng thời trầm giọng nói lũ tiểu gia hòa đường môn đều tới đây đi vương thu nhi nhạc huyên các ngươi cũng tới nghe âm thanh âm trầm của huyền lão tất cả mọi người đều cúi đầu nhanh chóng đi tới trong lòng những cường giả khác của học viện cũng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu không thể nào chẳng lẽ vụ nổ lớn ở minh đô lại là ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức không thể ngăn lại ánh mắt của mỗi người bọn họ cũng không khỏi ngốc trệ ra huyền lão đem hoác vũ hạo vẫn còn trong hồn đạo khí hình người để dưới đất trầm giọng nói mở ra đi ra đây Hoắc Vũ Hạo mở ra hồn đạo khí hình người, lộ ra sắc mặt tái nhợt bên trong. Vương Đông Nhi vội vàng tiến lên, đỡ lấy hắn từ bên trong đi ra. Huyền lão nhìn Hoắc Vũ Hạo, lại nhìn những người khác, sắc mặt uể oải lên tiếng. "Nói đi, ai nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?" Vẻ thất thần trong mắt Hoắc Vũ Hạo dần dần biến mất, ánh mắt một lần nữa trở nên ngưng tụ, hắn dứt khoát ngẩng đầu, trầm giọng nói. "Huyền lão, là ta làm, đây hết thảy đều do ta bày ra thế cục." Chúng ta phát hiện một cái thương khố ngầm của đế quốc Nhật Nguyệt, bên trong có lượng lớn các loại kim loại hiếm và hàng loạt hồn đạo khí, định trang hồn đạo pháo đạn, trước khi rời đi, ta có đặt một món hồn đạo khí bạo tạc nhằm tiêu hủy chúng. Huyền lão hít sâu một hơi, mặc dù lão đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng Hoắc Vũ Hạo nói ra, lão vẫn phải nhận trùng kích to lớn, lão nhịn không được mà lên tiếng. Vũ Hạo à Vũ Hạo, ngươi có biết hay không, chuyện này đã tạo thành bao nhiêu thương vong cho bình dân bá tánh? biết bao nhiêu sinh linh đồ thán đây chúng ta là giám sát giả của đại lục chứ không phải đao phủ người người hoắc vũ hạo cúi đầu song quyền nắm chặt huyền lão chuyện này hết thảy đều do ta tạo thành ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm người muốn xử phạt ta ra sao đều có thể nhưng chờ chúng ta rời khỏi bên trong tây sơn rồi tính tiếp được không tinh thần tham chắc của ta hẳn vẫn còn hữu dụng cho mọi người huyền lão chuyện này không thể chỉ trách vũ hạo vương đông nhi ôm hoắc vũ hạo thật chặt cảm xúc có chút kích động, nói. Chúng ta cũng không biết chuyện như vậy sẽ xảy ra. Phú Hạo thông qua tinh thần tham chắc theo dõi mới phát hiện ra thương khố ngầm. Hơn nữa, hôm nay hắn còn mạo hiểm hao tổn linh hồn của mình mà tách ra tinh thần thể. Trong tình huống bản thân đang ở hiểm cảnh nhưng vẫn như cũ dẫn dắt chúng ta tiến về thương khố ngầm. Chính vì có thể thu hoạch đủ lượng kim loại hiếm, vì sự phát triển trong tương lai của đường môn và học viện, đồng thời cũng thử xem có khả năng tạo thành tổn thất đủ lớn cho đế quốc Nhật Nguyệt từ đó có thể ảnh hưởng đến tiết tấu phát động chiến tranh của bọn hắn hay không. Sau khi chúng ta đến địa cung, quả nhiên tìm được địa phương chứa đựng kim loại hiếm, số lượng tồn chữ bên trong thật là đáng sợ, lớn đến mức đủ cho đế quốc Nhật Nguyệt thoải mái chế tạo số lượng hồn đạo khí khổng lồ dùng cho chiến tranh. Chúng ta một mực xâm nhập đến tầng 3 sâu nhất, thấy được hàng loạt kiện hồn đạo khí đã hoàn thành chế tạo. Chúng ta mang đi tất cả định trang hồn đạo pháo đạn cao cấp, chỉ để lại một nhóm lớn đạn pháo cấp thấp, mục đích cũng chỉ là dẫn nổ những quả đạn pháo cấp thấp này thôi lúc ấy vũ hạo cẩn thận tính toán qua thương khố nằm ở dưới đất trăm mét hơn nữa kết cấu cực kỳ kiên cố coi như là nổ từ bên trong ra thì lực phá hoại cũng sẽ không quá mạnh sau khi bạo tạc có thể sẽ sinh ra động đất cỡ nhỏ nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể để mặt đất lắc lư kịch liệt một chút và mục đích lớn nhất thì là hủy đi tất cả hồn đạo khí trong thương khố ngầm tình huống tốt nhất thì phá hoại một phần của kho kim loại ở tầng một đồng thời bạo tạc sinh ra âm thanh lớn cũng sẽ giúp hắn thoát thân ở trận đấu ngoài thành tây cho nên chúng ta liền làm như vậy chúng ta cũng không biết vì sao uy lực bạo tạc lại đột nhiên trở nên khủng bố như thế chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của chúng ta vũ hạo cũng chỉ vì muốn làm cho bước chân xâm lược của đế quốc nhật nguyệt chậm lại một chút mà thôi huyền lão người ngẫm lại xem lần này đúng là xảy ra ngoài ý muốn nên mới tạo thành sinh linh đồ thán nhưng mà nó hẳn là đã dẫn phát chất nổ kinh khủng không biết chứa ở nơi nào mới sinh ra loại tình huống này nếu như thứ đã gây ra vụ nổ này phối hợp với hồn đạo khí và định trang hồn đạo pháo đạn trong thương khố ngầm được dùng trong chiến tranh thì sẽ mang đến bao nhiêu thương vong nữa chỉ sợ số lượng càng là gấp 10 lần gấp trăm lần hiện tại à cho nên ta cũng không cho rằng vũ hạo đã làm sai điều gì nếu như người muốn trừng phạt hắn thì xin người cũng trừng phạt ta là ta ủng hộ hắn làm như vậy âm thanh của vương đông nhi kiên định lạ thường nắm thật chặt hoắc vũ hạo tay phải tay phải của hoắc vũ hạo bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình ở thời khắc quan trọng nhất Đông Nhi đứng bên cạnh hắn, cũng không bị vụ nổ khủng bố hù dọa, không có bất kỳ trách cứ gì, chỉ có ủng hộ mà thôi. Hoắc Vũ Hạo vẫn chìm đắm trong các loại cảm xúc bàng hoàng, chấn kinh, thống khổ, tự trách, sau khi được nàng ủng hộ, các loại tâm tình tiêu cực ấy rõ ràng đã biến mất rất nhiều, dù sao tố chất tâm lý của hắn vốn đã tốt hơn nhiều so với người bình thường, lúc này, bên cạnh lại có người hắn yêu nhất ủng hộ, ánh mắt lại càng trở nên kiên định. Vương Thu Nhi cũng đi ra, nhìn vào Huyền lão lên tiếng nếu như người muốn nói ai là đao phủ trong chuyện này thì cũng không phải là hóc vũ hạo lúc ấy hắn chỉ có tinh thần thể cái gì cũng làm không được người đặt xuống hồn đạo khí bạo tạc là ta đông nhi và tiêu tiêu chúng ta mới là đao phủ đao phủ thì đao phủ sự tình đã ra dạng này nói thêm gì nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì so với vương đông nhi nói lý lẽ thì vương thu nhi cho thấy phần tính cách cường ngạnh của nàng cho dù đang đối mặt huyền lão tính cách của nàng cũng vẫn không có nửa phần biến hóa Tiêu tiêu nhẹ gật đầu, lên tiếng. Đúng vậy, Thu Nhi tỷ nói rất hay. Chuyện này thật ra là ba người chúng ta làm ra, không mắc mớ gì đến Vũ Hạo. Hắn chỉ là giúp chúng ta đo lường tính toán mà thôi. Chỉ có chúng ta mới có thể có thể thao tác thật sự, tương đương với quyền quyết định ở trong tay chúng ta. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói. Các ngươi cũng không cần giúp ta ôm trách nhiệm. Sai là sai, bây giờ nghĩ lại mới thấy, chúng ta dẫn bạo thương khố ngầm này, chỉ sợ đã lan ra đến một cái thương khố khác nên mới phát sinh bạo tạc rất có thể là thương khố chứa đựng cao giai hồn đạo khí của minh đức đường ta vốn hẳn phải tính đến chuyện này dù sao thì thương khố ngầm cũng có khoảng cách rất gần với minh đức đường mà trong kế hoạch ban đầu của ta chỉ tính đến việc hủy đi minh đức đường mà thôi là do ta quá tham cái lợi trước mắt mới tạo thành tai nạn như thế này khiến cho lượng lớn bình dân thương vong nhất là lúc này là thời điểm diễn ra hồn sư tinh anh đại tái mật độ nhân khẩu bên trong minh đô nhiều đến thế nào chứ nghĩ tới đây hắn không khỏi mím chặt bờ môi coi như hắn không thích đế quốc nhật nguyệt nhưng bình dân là vô tội lần tai nạn này tạo thành hậu quả khó có thể tưởng tượng hiện tại căn bản cũng không biết số lượng thương vong thực tế của minh đô là bao nhiêu cảm xúc của huyền lão tựa hồ cũng bình phục một chút vừa muốn nói gì đó lại có một âm thanh ôn hỏa lẫn theo vài phần cường thế vang lên huyền lão chuyện này cũng không có quan hệ với bọn hắn toàn bộ chuyện bày ra là do ta và vũ hạo làm ra mà ta thân là đại sư huynh của đường môn mới là người quyết định hành động lần này không có ta ra lệnh thì cũng không có nhiều chuyện như vậy, ta đã không xứng đáng ở lại nội viện, Thỉnh cầu học viện khai trừ ta. Âm thanh bình thản, nhưng kiên định của Bối Bối vang lên, sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, nhưng đã có thể cử động được, chậm rãi đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đem hắn cản sau lưng mình. Ánh mắt sáng rực của Huyền lão nhìn vào hắn, chờ hắn nói tiếp. Bối Bối cũng nhìn vào Huyền lão, lên tiếng. Nếu muốn tra xét xem ai phạm sai lầm, thì chính ta mới là người đưa ra quyết định sai lầm nhất. Huyền lão, ta không phải đang giúp bọn hắn trốn tránh trách nhiệm, mà chúng ta cũng sẽ không giảm bớt trách nhiệm của mình. Bất luận nguyên nhân gây ra vào quá trình như thế nào thì ta đều là người ra quyết định. Kết quả sau cùng vừa xa khỏi phán đoán của chúng ta, tạo thành sinh linh đồ thán cục diện là cũng do lỗi của chúng ta. Chúng ta không nguyện ý thấy cảnh này, mặc dù là đế quốc là địch nhân nhưng bình dân lại vô tội. Chúng ta xin hướng học viện Sử Lai khắc nhận trách nhiệm, ta chỉ có thể nói, ngoài trừ Vũ Hạo, tập thể đường môn xin rời khỏi nội viện. Như vậy, nếu sau này có ai lật ra sự tình này thì Đường Môn sẽ một mình gánh chịu, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của học viện. Nhưng Vũ Hạo lại không thể thoát ly học viện, người hẳn còn nhớ, trước khi qua đời, Tàng tổ phụ còn dặn dò qua Vũ Hạo chính là các chủ tương lai của Hải Thần Các, sai lầm lần này là do ta chỉ huy không được mà thành, hắn không nên là người gánh chịu trách nhiệm chính, hơn nữa, người cũng nhìn thấy, hắn vừa thể hiện ra năng lực của mình là hy vọng tương lai của học viện a, à, chỉ cần Vũ Hạo có thể chân chính trưởng thành, thì học viện sử lai khác sẽ mãi mãi là đệ nhất học viện của đại lục huyền lão lắc đầu lên tiếng thôi được rồi ta đã biết rõ đầu đuôi sự tình ta tin tưởng các ngươi nghỉ ngơi đi một khắc đồng hồ sau xuất phát nói xong ánh mắt bình hòa của huyền lão quét qua mọi người sau đó liền quay người mà đi không có nói thêm gì nữa từ tam thạch đi đến bên cạnh bối bối hai huynh đệ thương thế không nhẹ nhìn nhau từ tam thạch nhịn không được nói như vậy nghĩa là sao chúng ta không sao rồi hả hòa thái đầu sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của bản thân lên tiếng ta cảm thấy vốn là không có việc gì đi là do các ngươi nghĩ quá nhiều mới đúng có thể có chuyện gì đây dù sao mọi chuyện cũng đã phát sinh hơn nữa căn bản không ai biết là chúng ta làm trên thực tế ta cảm thấy hẳn là lời nói của đông nhi đã đả động huyền lão vũ khí khủng bố như vậy nếu như đem dùng trên chiến trường sẽ giết chết bao nhiêu người lần bạo tạc này xảy ra ở dưới mặt đất mà còn sinh ra ảnh hưởng to lớn như vậy nếu như trực tiếp bạo tạc trên mặt đất thì sao vừa rồi ta ở trong lòng tính toán uy lực nổ tung vừa rồi từ trên uy năng thấy được vụ bạo tạc này ít nhất cũng cần đến uy lực của hơn 10 khỏa định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9. kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người